Xin chào quý vị. Sau đây là tóm tắt những tin tức trong tờ tin vắng cuối niên học. Phụ huynh và học sinh có thể xem đoạn phim ngắn về tiếng nói của các học sinh tốt nghiệp MCPS. Hội đồng giáo dục chấp thuận ngân sách điều hành năm tài chính 2019. Những bữa ăn miễn phí dành cho các học sinh vào mùa hè sẽ được tổ chức tại nhiều địa điểm thấp quận. Các thư viện công lập quận Montgomery khuyến khích các học sinh tham gia trong chương trình đọc sách mùa hè. Quý vị có thể đọc thêm về các điều kiện chủng ngừa cho niên học 2018-2019 trong tờ tin vắng này.